131天, ngày 131. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đức, bây giờ bạn đang ở đâu? Với nghĩa bạn đang cư trú ở đâu? A tớ, hiện tại mình tại nà trụ? A tớ hiện tại mì tại nà trụ. A tớ, hiện tại mình tại nà trụ? A tớ, hiện tại mình tại nà trụ? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy số y điểm. Học tập lẫn nhau. Khu sang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lín bản địa nhân. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Nếu bạn trang thời gian lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Tìm thấy sang sự hội quả lợ. Đừng khách sáo với mình nữa. Bú yào zài gân wo kè qì lợ. Bí zài gân wo kè qì lợ. Hai vị xin đợi chút. Liang wei qíng shao deng. Chất lượng cũng không tệ. Chất lượng cũng không tệ. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lưu trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xăng. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wo da 2 tuổi. Còn chưa biết. Hái bù chứ đạo. Có khả năng 6 giờ hơn. Khả năng 6 điểm tua. Chị gái ruột. Xin chị ạ. Chị ấy bảo mình buổi tối đi. Ta chào wo wǎn shàng qù. Phương pháp học này. Zhè zhǒng xuế xí fāng fǎ. Giao tiếp thường ngày còn coi là được. Rì chàng giao lưu hái sàn kè yì. Không ít từ ngữ chuyên ngành. Bù sào chuyên yè zi yù. Mình hiểu rõ. Wǒ míng bài. Mỗi ngôn ngữ đều là như vậy mà. Mấy cái ngữ nhân đều là như vậy mà. Ở đâu? Cư trú ở đâu? Tại nà trụ?